Thời gian gần đây, một số hộ dân tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu phản ánh về tình trạng nước sinh hoạt có màu vàng vẩn đục, ảnh hưởng đến đời sống cũng như sinh hoạt của người dân. Ông Hoàng Xuân Nghi ở xóm 4, thôn Thiết Trụ là một trong những hộ dân phản ánh khoảng một tháng trước, nước sinh hoạt nhà mình có hiện tượng màu vàng vẩn đục. Tình trạng này mặc dù không xảy ra thường xuyên nhưng cũng đã ảnh hưởng đến đời sống của gia đình. Mong các anh là lên bảo trì bảo dưỡng đường ống, không được thường xuyên thì cũng một năm hai lần. Theo đơn vị quản lý nhà máy nước sạch Bình Minh cho biết, phản ánh của người dân về tình trạng nước có màu vàng vẩn đục là đúng sự thật. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã trực tiếp cử nhân viên kỹ thuật đến các hộ dân để kiểm tra, xử lý, khắc phục. Ngoài lý do khi tiếp quản nhà máy vào đầu năm 2023, hệ thống máy móc xử lý nước ngầm đã xuống cấp, công suất không đáp ứng đủ cho người dân. Hệ thống máy móc, vật liệu lọc cũng như đường ống đang được triển khai, nâng cấp. Qua quá trình nông thôn mới hơn 10 năm nay, thì tất cả các đường ống chính của nhà máy đã bị chôn sâu ở dưới lòng đường. Các điểm mà xả cặn trên các đường ống chính cũng đã bị chôn vùi nên rất là khó khắc phục. Nhà máy là bơm được không được 24/24 nên là qua quá trình sử dụng thì trong các đường ống ấy, bị bám cặn khi bơm nước mới vào. Ngay sau khi nắm được thông tin, huyện Khoái Châu đã có văn bản chỉ đạo xã Bình Minh cùng đơn vị cung cấp nước làm rõ sự việc người dân phản ánh. Đồng thời đề nghị Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Hưng Yên kiểm tra về điều kiện cấp nước và chất lượng nước. Nắm bắt được một số thông tin của bà con phản ánh về tình trạng chất lượng nước không được đảm bảo, chúng tôi cũng đã cho phối hợp kiểm tra, yêu cầu nhà máy nước khắc phục các cái tình trạng trên. Nhà máy nước sạch Bình Minh hiện đang cấp nước cho khoảng 2.000 hộ dân ở xã Bình Minh. Để khắc phục tình trạng này, nhà máy đang khẩn trương kiểm tra, xử lý tại 9 điểm đấu nối để sục rửa. Đơn vị cũng cho biết, sau khi nâng cấp hệ thống lọc cũng như xây dựng bể mới đến cuối năm 2024, sẽ khắc phục triệt để tình trạng nước vàng đục như phản ánh của một số người dân.